mến chào quý vị và các bạn đến với câu chuyện ngắn đời thực hôm nay qua giọng đọc đầy truyền cảm của mc anh khôi luyến hưu mày im miệng lại cho tao không tao đập chết cha mày bây giờ tôi đã lớn dần lên từ trong những tiếng chửi như vậy như là một điều thường lệ tôi được tiếp xúc hàng ngày luyến là tên của mẹ tôi hưu là ông ngoại tôi và luyến hưu là cái cách mà cha gọi mẹ mỗi lần say xỉn nhà tôi có năm anh chị em cha tôi là lao động chính trong gia đình nay phụ hồ mai đi kể thuê ngày kia lại đi bốc vác hộ cái gì cha tôi cũng làm miễn là có thêm tiền để chị em tôi đi học cha tôi khỏe lắm không khác gì mấy thanh niên trai tráng trong làng là người cầu toàn cầu thị cũng là người sống rất tình nghĩa luôn luôn giúp đỡ mọi người nhưng mỗi lần có rượu vào người nhà tôi bốn gái một trai lại hầu như lúc nào cũng nghe thấy tiếng chửi của cha tôi ông chửi vợ chửi con chửi cả mấy lão nhà giàu khinh khỉnh nhiều lần tôi cũng thắc mắc hỏi mẹ tôi không biết đó là tiếng chửi của rượu hay là của chính cha mẹ nhỉ bởi những lúc không rượu cha tôi hiền lành biết bao dịu dàng như thế nào chị em tôi đều hiểu rõ đối với cha tôi rượu là thức uống tinh thần giúp cha quên đi những cơ cực vất vả nhưng rượu là thứ mà khiến chị em tôi ám ảnh vô cùng. Không phải vì rượu không ngon, mà vì rượu làm cho cha tôi dần dà mất đi nhân tính trong chính mình. Ngày ba bữa thì đến hai bữa là cha tôi say rượu, rồi cãi nhau, nhỏ thì đập bát đũa, nổi niêu, lớn thì đập tivi, bàn ghế. Chúng tôi quen rồi, hàng xóm cũng quen rồi, không ai can ngăn được mà cũng không ai đủ sức để can ngăn được mỗi một lần ngọn lửa trong cha tôi bùng lên, là y như rằng không có nổi một loại nước nào có thể dập tắt được. Có lần vì cha say, mẹ tôi vì thương chúng tôi, nên có nói qua lại đôi câu khó nghe với cha. Cha tôi nổi giận đùng đùng, tay vơi nhanh gậy gỗ bên cạnh, chạy đi con, vào bụi chuối đằng kia nhanh đi. Mẹ tôi hoảng hốt kéo theo chị em tôi. Hu 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 hu, mẹ ơi con sợ tôi run rẩy, sợ hãi léo đẽo theo sau. Nhà nghèo, cha nát rượu là cái mác mà chị em tôi được gắn liền suốt mấy năm đi học. Tuyết, chị đầu của tôi, vì không nộp kịp số học phí còn thiếu, nên đã bị thôi học năm lớp 11. Sau đó chị tôi lựa chọn con đường đi làm thuê trên thành phố. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu chị tôi đã lấy dũng khí từ đâu mà có thể tự tin một mình lặn lội lên trên thành phố ngay cả khi chưa biết gì. Có lẽ do hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ chị đã vất vả làm tất cả mọi việc mà chị có thể làm được. Điều đó đã tạo nên vốn sống cho chị, để cho dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì cũng có thể thích nghi. Lúc đó, thỉnh thoảng chị về lại mua ít thức quả trên thành phố. Đơn giản thôi nhưng đối với tôi là đó là những gì xa xỉ nhất từng được ăn, được nếm. À, chị tuyết về chị có mua gì cho em không tôi hớn ha hớn hở chạy vỗ tới ôm chầm lấy chị tôi chị mua ít quẩy cho em này nhớ chia cho cả anh trường chị hiền với đó nha à thơm quá em cảm ơn chị ạ à. nói rồi tôi vội quay đi tìm anh chị để chia nhanh phần quẩy ấy con về chơi đó à vào ngồi nghỉ đi đã nay đi xe bớt về mệt lắm không con mẹ tôi nhẹ nhàng hỏi dạ nay cũng ít người nên cũng đỡ say xe mẹ à nãy đi qua chỗ chợ chiều thấy cô tư bán thịt lợn nên con mua một ít để tí con nấu cho mấy em ăn luôn cho ngon nha mẹ con lấy lương rồi hay sao mà lại mua thịt đây rồi nhà ta ăn gì cũng được tiền đó để gom góp lại mà đóng tiền học cho mấy em chứ lại sắp đến hạn nữa rồi dạ con sẽ cố gắng tiết kiệm mẹ đừng lo quá chị tuyết âu yếm nắm lấy tay mẹ đi mua rượu cho tao đi. Con Phượng chạy sang nhà bà Hoa nói lấy cho cha chai rượu. Ghi sổ bữa sau cha trả tiền một thể luôn nha, tiếng nói ôm đồm của cha vọng vào từ ngoài cổng. Cha tôi vừa đi cày về, một tay còn vắc cày, tay kia còn dắt bỏ thế mà tâm trí vẫn không thể quên được rượu. Cha cứ suốt ngày rượu trẻ thế không biết chán à. Cha nợ bà Hoa nhiều quá rồi bà không cho lấy đâu. Cha đừng sai con đi mua nữa, chị Phượng là người duy nhất trong nhà sau mẹ tôi dám cãi lại lời cha về vấn đề này. Chị có mái tóc tém cùng với làn da ngăm đen vì cháy nắng. Mọi người xung quanh ai cũng kêu, thằng Phượng, vì nhìn chị chẳng khác gì một đứa con trai. Mạnh mẽ. Sáng đi học, chưa chị đội nắng đi mò cua. Ngày thì hái lá dâu, chiều đi chăn bò. Tới tối mới có thời gian dành để học. Chị không sợ trời, không sợ đất, quyết đoán gan dạ, không ngại khó khăn vất vả. Kia con này, tao bảo đi mua thì đi mua nhanh đi, lão à. Cha tự đi mà mua đi, không có tiền người ta không bán cho con. Nói một câu mày cãi một câu, con liên chạy sang mua cho cha đi. Hôm sau cha có tiền cha cho mua bánh mì, bất giác cha quay sang tôi nhẹ nhàng nói. Dạ, để bé vào lấy chai đi mua cho cha bé là cái tên mà chị đặt cho tôi từ lúc vừa sinh ra nên trong nhà ai cũng quen gọi vậy rồi tôi thích cái tên này lắm có một chút đáng yêu một chút ngây ngô và vô vàn tình cảm của gia đình tôi tí ta tí tởn chạy sang nhà bà hoa với mơ mộng duy nhất về chiếc bánh mì mà cha tôi đã hứa vì tôi là đứa cực kỳ mê bánh mì bà hoa ơi còn rượu không ạ à? mày lại mua cho cha mày đấy à Dạ, cha sai con sang bà Hoa mua rượu cho cha, bà rót vào chai này cho con nha. Thế hôm nay cha có đưa tiền cho mày đi mua rượu không? Dạ, cha nói là cho cha nợ rồi mai mốt cha lấy tiền công thì cha trả cho bà một thể luôn ạ. À. Cha mày lại nợ à? Hôm qua bà đã nói với cái Phượng rồi còn gì, chừng nào có tiền trả bà thì bà bán tiếp. Chứ cha mày nợ tao cả nửa năm nay rồi cũng chưa có trả nữa tên cha mày nhiều nhất trong cái sổ nợ của tao. Nói rồi bà quay phắt vào nhà đưa sổ nợ ra cho tôi xem. Này, mày xem có ngày nào mà không ghi tên Văn Thành không? Giải tiếp từ đầu năm đến giờ luôn. Mà mẹ mày cũng lạ. Chồng uống rượu như nước lã thế mà vẫn để mặc vậy. Uống nhiều vậy mai mốt bệnh dáng chịu. Mà có phải uống vào là cha mày ngoan hiền đâu. Có rượu vào là chẳng khác gì mấy thằng trốn trại tao thấy thương thay mấy chị em mày. Dạ, thỉnh thoảng thì cha mới vậy chứ bình thường cha dịu lắm bà Hoa. Gớm, tình tướng, ngày nào tao chả nghe tiếng trừ của cha mày. Nhiều khi tao không muốn bán rượu cho bây đâu, vì sợ bây khổ, mà không bán thì cha mày ghét, cha mày say rồi làm loạn nhà tao lên. Dạ, vậy nốt hôm nay bà Hoa bán cho con nha, không về cha đánh con, đau con nói cha mày bà Hoa bán nốt bữa nay thôi nha. Bữa sau không có tiền không có bán. Đưa chai đây bà Hoa rót cho. Dạ, lại thêm một lần nữa cái danh Văn Thành ngồi vào cái sổ nợ chi chít những tên của bà Hoa. Tôi nhanh chóng đạp xe về nhà với chai rượu nồng mùi trên tay. Tôi không đưa ngay luôn cho cha một lần hết cả, mà lén lút rót bớt rượu sang một cái chai nhỏ hơn. Phần còn lại tôi đem cất đi. Dự bữa sau cha đòi lại lấy ra khỏi phải chạy đi mua. Bé mua rượu về đây rồi nẻ cha. sau bữa nay mua chai nhỏ vậy? Bình thường là chai to kia mà. Dạ, chai to bé lỡ làm bể rồi, nên lấy tạm chai này cha ạ. À. Cha nhìn tôi một cái rồi chìm đắm vào rượu. Cha tôi uống không dùng chén, cũng không dùng ly mà cứ nốc từng hơi dài. Chẳng mấy chốc thì chai rượu cũng sạch nhẵn đến tận đáy. Cha ơi, bà Hoa nói là bữa sau không có tiền thì bà không bán nữa đâu. Cái sổ nợ đầy tên cha rồi. Mai mốt lấy tiền công cha trả chứ cứ làm gì mà bà khó dễ với cha quá vậy. Coi chừng không mua đó đi mua chỗ khác cho mà coi. Chỗ khác người ta không cho nợ nhiều vậy đâu cha. Cha lấy tiền nhớ trả tiền rượu với mua bánh mì cho bé luôn nha. Cha nhớ rồi. Nói thế mày mới chịu đi mua rượu cho cha chứ không đời nào. Dành con tôi cười ngặt nghẽo tôi là đứa duy nhất trong nhà được cha giao tiếp một cách nhẹ nhàng cũng là đứa được cha nuông chiều nhất ngay từ khi còn nhỏ chắc có lẽ tôi nhỏ tuổi nhất hoặc tôi là đứa lanh nhất cũng là đứa gần gũi nói chuyện nhiều nhất với cha sau cha sai đi mua rượu thì cứ nói hết rồi nha bé chị tuyết nói với tôi nhưng mà cha biết bé lừa là cha lại đánh bé đau lắm cha không bao giờ đánh em đâu nghe lời chị cha sai đi mua rượu thì cứ nói như chị nha dạ nói xong thấy chị loay hoay cầm vội miếng thịt vào bếp nấu ăn cho cả nhà thú thật thì lâu lắm rồi chắc là hai ba tháng gì đấy nhà tôi chưa có bữa thịt nào đúng nghĩa nhiều lần mẹ tôi cứ nói thịt vậy thôi trước khi thì miếng da bèo nghèo thừa lại họ bán rẻ khi thì tảng mỡ già của mấy con lợn mạ lâu năm chị tuyết về được một lúc thì đến chiều đã phải đi nghe đâu chị xuống để kịp đi làm ca tối không muộn. Con cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, cứ ăn uống vào chứ đừng tiết kiệm quá. Ở nhà còn đàn lợn mẹ đang nuôi, túng quá thì mẹ bán đi chứ không sao cả. Dạ, con tự lo được mà mẹ, nào có chuyện gì cứ gọi con, con mới mua cho mẹ cái điện thoại cũ dùng tạm. Số điện thoại con nằm ở đầu tiên trong danh bạ nha mẹ. Chừng nào mẹ muốn gọi mà không biết thì cứ kêu con Phượng con hiền nó chỉ cho. Mấy đứa nó giành lắm. Ừ, mẹ biết rồi. Để mẹ kêu thằng Trường về chở con ra bắt xe. Không muộn quá hết xe lại khổ. Dạ, Trường ơi. Mẹ tôi hét to để kịp gọi anh tôi về. Anh tôi đang lùi lẫm ngoài đồng theo mấy chú bắt con tôm con tép để kiếm thêm miếng ăn cho gia đình. Nói đi nói lại, vì kia nghèo cái khổ mà hầu như trong nhà tôi ai cũng bươn trải từ sớm ở cái độ tuổi người ta còn được chăm bắm. Che chở thì bảy tám tuổi chị em tôi đã biết đi trông em hộ, đi cấy thuê, mò cua bắt ốc, lang thang ngoài đồng mót khoai, mót là còn sót lại, một tuổi thơ dữ dội. Ngày ấy, tôi theo cha và mẹ đi thu hoạch khoai lang. Cha đập bỏ cày ở trước còn tôi cùng mẹ nhặt khoai phía sau. À, có củ khoai to chưa mẹ này, to đùng luôn, hơn cả bàn tay của con luôn rồi tôi ngạc nhiên thốt lên sướng mẹ cười đưa ánh mắt âu yếm nhìn tôi cha cha xem này to chưa củ khoai này là của con về nhà luộc nhớ để phần con nha cha cười rồi lại nhanh chóng quát bỏ cày tiếp những hàng khoai còn lại có thể nói đây là mùa khoai được nhất từ trước đến giờ củ nào củ nấy ú na ú nụ trơn bóng lại không bị sùng hà gì thấy vậy mẹ tôi vui lắm cày xong luống khoai. Cha tôi nhễ nhại mồ hôi, từng giọt tròn lăn bên hai gò má đen sạm, đôi môi nhợt nhạt, khô khốc vì thiếu nước. Cha vội lên bờ ngồi nghỉ một lúc, cột tạm bò vào cột gần đó, rồi lúi húi xuống phụ hai mẹ con. Tí mẹ mày lại đầu kia cắt cho bò ít cỏ nha, thấy trong bãi ngô kia cỏ tốt lắm. Ừ, tí nhặt xong khoai thì lại cắt, không vội đấy cuộc nói chuyện của cha mẹ tôi trong ngày chỉ có gói gọn trong vài câu như vậy thôi nhiều hơn thì chỉ có trong những phi vụ bàn bạc tính tiền công của cha vừa thu hoạch xong luống khoai đó ai cũng mệt dã rời tóc tai rũ rượi gương mặt bơ phờ bạc phếch chuẩn bị chất khoai lên xe để kéo về bỗng cha tôi hét lên con bò nó chạy đi đi đâu mất rồi ôi trời ơi chạy đi tìm bò nhanh lên không nó đi ăn lung tung ngôi nhà họ thì khổ cha ra hiệu cho mẹ con tôi cùng đi tìm ai nấy đều vứt rổ khoai đó rồi vội vàng chạy tìm khắp nơi đã nói buộc cho chặt vào rồi nhiều lần chứ có phải lần một lần hai đâu mẹ tôi cằn nhằn cha suốt cả dọc đường đi tìm thì buộc chặt rồi nó quấy nó phá rồi bị đứt ấy chứ thôi ông lần nào cũng vậy hậu đà hậu đậu đã nói là nó mệt rồi nó quấy, chứ ngày thường nó có chạy thế này đâu. Buộc không đến nơi đến trốn thì thế, chứ đừng đổ nó quấy mà phải tội. Được rồi, im mồm vào đi, đi đâu cũng bô bô cái mồm. Tôi nói không đúng à, tại ông mà giờ phải cực khổ đi tìm bỏ đây, đúng là rảnh quá mà. Lời bà qua ông lại, rồi cuối cùng cũng xảy ra cãi vã, giữa đồng bao la rộng lớn với sự góp mặt của rất nhiều người đang lúi húi làm việc thì cha mẹ tôi bỗng như trở thành nhân vật trung tâm trong cái không gian ấy thế mà bò vẫn chưa thấy miệng ai vẫn người nấy cãi cãi chán thì chửi thiếu điều chưa động chân động tay với nhau nữa thôi trong trường hợp này thì thật sự tôi không thể bênh mẹ được mẹ tôi là một người hơi hướng bảo thủ nói nhiều nóng tính cứ hễ mỗi một việc xảy ra không vừa ý mẹ là y như rằng mẹ bắt đầu đổ lỗi mà không đủ kiên nhẫn để suy xét đúng sai nếu tôi là cha chắc chắn tôi cũng sẽ như vậy có thể cha đã bình tĩnh giải thích nhưng mẹ lại không đủ bình tĩnh để lắng nghe cứ thế mà dẫn đến xung đột thôi thì tôi không tiện tham gia vào nữa tiếp tục hành trình tìm bò của mình thì ra là nó đi uống nước dưới mương cách đó không xa cha bỏ đây rồi bé dắt bỏ lên nha. Cả hai người đều ngoái đầu về phía tôi, cắt ngang cuộc cãi vã. Mẹ lườm cha một cái sắc lẹm rồi nói to với tôi, "Cầm chặt vào nha con, không mất công nó chạy tiếp." Dạ. Dù đã tìm được bỏ nhưng mẹ vẫn tiếp tục cố khịa thêm. Cha không chấp nữa, vội chất khoai lên xe rồi đập bò trở về nhà. Còn tôi lóc cóc chở mẹ trên chiếc xe đạp cà tàng, yếu ớt Mẹ tôi không biết đi xe, kể cả xe đạp. Mẹ kể, hồi ấy tập đi nhưng rồi không may gặp tai nạn nên sợ đến giờ luôn. Vậy nên đi đâu hay làm gì? Tôi thường chở mẹ. Hơi mệt tí nhưng mà không sao, miễn là mẹ thoải mái. Tuổi thơ tôi gắn liền với nắng, với gió, với dơm giả, đồng quê, với những cuộc cái vã không hồi kết. Tôi lớn lên với tình yêu của mẹ tình thương của cha và sự sẻ chia đùm bọc của anh chị. Ai cũng thiếu thốn, ai cũng chật vật nhưng không phải vì thiếu thốn, vì chật vật mà bỏ rơi nhau. Đó luôn là những điều quý giá. Nhớ năm lớp 2, vào đúng buổi tổng kết cuối năm mà tôi vẫn còn nợ cô 200.000 tiền học phí. Cô nhắc nhiều từ những buổi trước rồi. Tôi cũng đã về khóc lóc dãy này lên đòi cha mẹ tôi. Chờ mẹ ít bữa mẹ bán lợn rồi cha đưa lên nộp cho con nha giờ thật sự là nhà ta không có cả lớp mỗi con chưa nộp nữa thôi mai là tổng kết rồi con ngại với cô với bạn bè lắm thế mai mẹ đi mượn cho con nha mai nhất định có con mặc kệ mai mà không có là con không đi học nữa đâu cô nhắc con bữa giờ đó rồi mẹ biết rồi con cứ yên tâm lên lớp học mai sẽ có cho con mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Ám ảnh lớn nhất hồi còn nhỏ của tôi là vấn đề về học phí. Tôi sợ bạn bè chê cười, tôi sợ cô giáo mắng, tôi sợ mọi thứ liên quan đến tiền. Tôi mang nặng tâm lý tự ti, sống khép mình, kín đáo. Hôm sau đến lớp, tôi luôn tìm cách trốn tránh ánh mắt của cô. Trong lòng thấp thỏm mãi không thôi, mắt vẫn hướng về phía cửa chờ cha như chờ một phép màu xuất hiện. Tiết hai. Rồi tiết ba trôi qua, tôi sợ phát khóc lên, bỗng thấy bóng cha ở cửa. "Chào cô, tôi là phụ huynh em Liên, xin phép cô cho tôi đóng học phí cho em Liên ạ." À. "Dạ mời bác ngồi ạ." À. Cô tôi nhẹ nhàng. "Tờ 200.000 còn mới vòn vẹn nằm trên đôi bàn tay đầy vết chai sạn của cha. Tôi thương cha lắm, không biết số tiền đó từ đâu, là tiền bán lợn hay là tiền cha chạy vạy vay mượn nữa?" đôi lúc cảm thấy sự học của mình thật nặng nề nặng trên đôi vai gầy của cha trên khóe mắt đầy những vết chân chim ấy có thể ngày thường cha cáu gắt cha say xỉn nhưng cha luôn nghiêm túc trong việc học của chị em tôi cha tôn trọng giáo dục tôn trọng người có tri thức và cha hành động theo sự tôn trọng ấy cha đã mặc bộ đồ đẹp nhất mà cha có nâng niu tờ tiền xa xỉ ấy như nâng niu chính tương lai của tôi vậy lần đầu tiên tôi cảm nhận được trọn vẹn tình yêu của cha tình yêu không để ở lời nói cũng không để trên khuôn mặt tình yêu ấy được phát sáng ra thành hành động thành đức hy sinh thầm lặng cô cảm ơn phụ huynh nhé em liên ngoan lắm bố ạ à. tôi cảm ơn cô cô thông cảm cho tôi nhé nhà có việc nên đóng tiền cho em liên hơi muộn không sao bố ạ à. cô hiểu mà nói rồi cha nhẹ nhàng chào tạm biệt cô ra về trước khi bước ra khỏi lớp cũng không quên nháy mắt ra hiệu với tôi tôi thầm nghĩ sao trên đời lại có một người đàn ông ngọt ngào đáng yêu đến thế nhỉ thế mà đã có lúc tôi thì thầm với mẹ rằng mẹ ơi sao cha không mất đi nhỉ mất rồi mẹ con mình sẽ đỡ khổ hơn mẹ ơi khi cha mất rồi thì không ai say rượu không ai chửi bới không ai rượt đuổi chúng ta nữa đó là suy nghĩ của một đứa trẻ tiểu học đã sống quá lâu trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, có vẻ hơi đau lòng, nhưng đó là sự thật. Tôi đã từng nói như thế, nghĩ như thế cho đến khi tôi lớn lên và nhớ lại thì đã thật hối hận rồi. Buổi học hôm đó thật đặc biệt, trên đường về tôi vui đến mức nhảy cẫng lên, miệng ngân nga vài câu hát vừa học được. Vừa đến nhà, tôi thấy ngay một túi kem mát lạnh đang bắt đầu chảy nước tôi tò mò hỏi mẹ mẹ mua kem à mẹ sao mẹ mua nhiều thế cha mày mua đó phí tiền phí của thế không biết mua ít cái thôi được rồi mặc kệ mẹ tôi cứ cằn nhằn tôi không ngần ngại lao vào ăn lấy ăn để ngày ấy đối với tôi có một que kem để ăn hạnh phúc tựa như sắp bay được lên thiên đường rồi thì ra hôm nay cha tôi đi nhận tiền về tiền công đi phụ hồ cả tháng nay nói cả tháng là thế chứ thật ra bữa làm bữa nghỉ bữa thì cày ruộng bữa trồng khoai bữa thì hì hục đào đất làm nương nên tính ra cũng ba cọc ba đồng ấy thế mà chưa từng một lần cha quên mua những món ăn mà con gái thích ăn nhất lâu lắm rồi mới có dịp thấy cha tôi rạng rỡ đến vậy gương mặt đen sạm lại toát lên vẻ tự tin đến lạ thường nhà tôi hôm nay cũng rôm rả hơn mà sự rôm giả đặc biệt này lại không hề có tiếng chửi. Thấm thoát thì trong nhà tôi chỉ còn lại bốn người. Chị Phượng và chị Hiền hơn kém nhau một năm. Vừa vặn học xong cấp ba là đều ra ngoài Hà Nội làm công nhân. Nhà tôi ai cũng có năng khiếu học. Nhưng vì cái nghèo, vì cái tư duy của xóm làng, của thời đại nên không một ai đủ mạnh mẽ để đi theo con đại học. Thời gian này, cha tôi cũng đã hạn chế rượu nhiều hơn dần dần chuyển sang uống bia, cứ đều đặn một ngày hai chai. Trưa và tối, tôi luôn là đứa đảm nhận việc đi mua bia cho cha, bởi vì tôi hay thích đi quán hàng, cha lại hay trả tiền thủ lao nữa, đủ để cho tôi mua lúc cái thạch, cái kem. Nên lúc nào cha gọi là có xa bao nhiêu tôi cũng đi, trưa nào cũng như trưa nào, ai trong làng cũng thấy bóng người nhỏ nhắn. Đen nhẹm đang ủn mông hết sức đạp xe lên cái dốc cao kia bé đạp xe đi mua cho cha chai bia tiền thừa cho bé mua kem ăn trời nắng như này cha phải thêm cho bé hai nghìn nữa chưa đi mồ hôi ướt cả ra về lại bị mẹ chửi đấy tôi nhanh nhảu đáp lại mày chỉ được cái thế là nhanh thôi thì cho thêm hai nghìn nữa nhưng mua về nhớ chia cho anh với nha dạ lấy tiền từ tay cha tôi hí ha hí hừng dắt chiếc xe sơn xanh ra lao mạnh một phát dài xuống cổng kêu cót cả, cót kẹt. Chiếc xe này cũ lắm rồi, từ khi cha mới cưới mẹ, ít nhất cũng hơn 30 năm. Giữa cái nắng trói trang của mùa hè, mặt trời đổ xuống đường những trào dầu vàng khắt. Tôi, một đứa con gái đội đầu trần, không áo khoác, cũng chẳng có cái khẩu trang nào bịt miệng lại. Cứ thế mà đi với niềm hào hứng trong lòng. Bà chủ quán tạp hóa đã quá quen với việc này hễ tôi đang loáng thoáng ở đằng xa là đã chuẩn bị sẵn trong túi cả rồi. Này lại đấy bia đấy hả con? Một chai bia, ba cây kem, giá như cũ nhen. Bà ơi, lấy thêm cho con hai cây kem nữa, mới xin được cha thêm hai nghìn ạ. À. Cha thích ghê nhỉ, thế chờ tí, để bà lấy thêm. À, mà còn ba vỏ chai chưa trả bà đâu nhé, lần sau nhớ đưa đến để bà đổi đợt bia khác nha. Bà tiếp lời. Dạ, chiều tối con đưa xuống cho bà nha. Cha nói gom lần vài chai rồi đổi luôn đỡ mất công bà. Về nói cha là uống ngày nào thì đưa xuống trả bà ngày đó luôn. Để lâu lại quên. Bà bị mất nhiều lắm rồi đấy. Bị người ta bắt đền lại lỗ. Dạ, vâng ạ. Chiều con đưa xuống cho bà nha. Tôi hí hừng đạp xe về nhà. Bỗng nhiên gầm một tiếng, uỳnh rõ to. Tôi lảo đảo đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh tìm chiếc xe đạp. Thì ra nó đã nằm gọn dưới bờ mương bên kia. Chai bia đã bể, chảy lênh láng, sùi bọt bia trắng xóa. Mấy cây kem cũng đã rách bét cả, chẳng còn một cây nào vẹn nguyên. Giữa cái nắng gắt chói chang ấy, xe một đảng, người một nẻo, tôi hoang mang, lo sợ đến phát khóc. Trên đường không có một bóng người qua lại một đứa trẻ loay hoay với một mớ hỗn độn trông chênh trong lòng tôi bắt đầu nhìn quanh một lượt cẩn thận lại dọn dẹp mảnh chai vào túi nhặt mấy que kem vứt gọn gàng vào đống rác gần đó thế nhưng nhìn lại chiếc xe mắt rưng rưng đỏ ngoe bất lực sau đó em dạ tôi lý nhí đáp lại em bị ngã xe à dạ thì ra là thầy giáo dạy thể dục trường tôi thầy đang làm việc phía trên kia nhìn xuống thì thấy tôi đang ngồi một mình dưới nắng thì lên tiếng hỏi em có làm sao không sao nắng này mà không mặc áo đội mũ vào thế khéo lại cảm đấy thầy chạy xuống xem xét tình hình của tôi dạ em chỉ bị chảy xước một tí thôi à thế xe đâu rồi em thầy thắc mắc hỏi tôi dạ xe bị trôi xuống dưới ruộng rồi ạ. À. hu 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 nói đến đây tôi quả khóc lên không thể kiềm chế được em nín đi. Thầy lấy xe lên cho em. Không sao đâu. Em lại lùm cây kia ngồi đi. Để thầy xuống xem sao. Lập tức thầy xả xuống và men theo bờ ruộng. Từ từ lần theo vết bánh xe in hẳn trên đất miệt mài đi tìm chiếc xe. Một lát sau, thấy thầy hô to. Đây rồi, thầy tìm thấy rồi. Em yên tâm nha. Để thầy chùi qua rồi đưa lên bờ. Chứ nó dính bùn bẩn quá dạ để em xuống phụ thầy một tay ạ à. thôi em ngồi nghỉ đi xuống rồi coi chừng lại ngã đó nữa dạ cuối cùng thì thầy cũng đã mang được chiếc xe lên trên bờ xe non thì đã sạch còn thầy thì tay chân lấm bùn đất xe em chắc là bị hư phanh rồi nên xuống dốc không kìm lại được gặp đống cát này nữa rồi ngã đúng không dạ lúc nãy em phanh cũng không có được phanh cũng hư lâu rồi á thầy mà cha em chưa đi sửa nữa thế mà cũng đi được thế em chủ quan quá may là người không bị gì nặng đấy nhé hôm sau chú ý vào xe hư phải đi sửa nghe chưa dạ em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ à. mà em đi đâu cả trưa nắng nôi thế này đã thế lại không mũ áo gì cả dạ em đi mua bia cho cha thầy ạ à, nhưng mà bị bể mất rồi kiểu này về bị mẹ đánh chết luôn làm gì mà đánh về nhà trình bày rõ ràng lại với mẹ nói cho mẹ hiểu thành thật thì mẹ không có đánh đâu dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ à. thôi làm về đi khỏi nắng nhé chân cẳng có sao không có còn đạp xe được không đấy em chỉ bị chảy xước một tí thôi nên chắc là vẫn đi được ạ à. thế về nhà cẩn thận khỏi bố mẹ lo nhà thầy lên trồng nốt cây chuối kia. Dạ, chào thầy em về ạ. À. Chào em. Tôi loạn choạng đứng dậy, vẫn không quên nhặt túi mảnh vỡ vỏ bia kia bỏ vào giỏ và đạp xe về nhà. Lúc đi hí hửng biết bao nhiêu thì lúc về ủ rũ, mệt mỏi bấy nhiêu. Đến cửa, tôi quả khóc lên không ngừng, chạy vào nhà nói câu được câu mất. Mọi người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cha tôi nhẹ nhàng chạy lại dỗ dành tôi âu yếm hỏi sao vậy bé con bị ngã xe làm bể chai bia của cha rồi hu 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 vừa nói tôi vừa chỉ vào túi mảnh vỡ ở ngoài kia càng nói tôi càng khóc to hơn thế rồi có bị đau ở đâu không rồi làm sao mà bị ngã tại cha chưa sửa cái phanh xe đó xuống dốc bị lao thẳng xuống dưới ruộng luôn cũng may có thầy đức thấy rồi dinh lên cho không thì bé cứ ngồi đó mãi thôi thôi ngồi nghỉ đó cho mát rồi cha lấy thuốc bôi cho nhưng mà bia bị bể mất rồi bé không dám xin mẹ lần nữa hôm nay không uống thì hôm khác uống con không sao là may rồi nói rồi cha lục tìm thuốc bôi cho tôi sau đấy lúc này mẹ mới từ trong bếp chạy ra nhìn quanh một lượt chắc mẹ cũng đã hiểu vấn đề liền lớn tiếng hỏi bé bị ngã xe à đấy đứng lớp ta lớp tớp đấy thế là đi toi mười mấy nghìn bạc chán quá đi mà nhưng mà bé có muốn ngã đâu tại cái xe bị hư phanh má tôi bùng nổ cảm xúc nước mắt đầm đìa thổn thức những tiếng nấc dồn dập mẹ tôi là thế luôn luôn ám ảnh bởi đồng tiền chắc cũng chỉ vì thực tại quá nghèo đói nên giá trị đồng tiền luôn là một thế lực không thể khuất phục. tôi giận mẹ lắm, chẳng có một câu từ nào hỏi thăm tôi cả mà chỉ để ý đến những thiệt hại về vật chất bên ngoài. thôi đi vào ăn, bữa này nhịn kem, nhịn bia đi nhé. ăn xong cho con liên lên nằm nghỉ, thằng trường tí rửa bát cho em nha. ơ, ờ, sao lại bắt con rửa bát, con đã nấu cám lợn rồi con gì từ đầu đã phân rõ ràng thế rồi. Nó bị đau, không làm được, mẹ vội giải thích. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nói thì lo làm đi. Thóc mắc hơi nhiều nha, chưa để anh tôi nói hết câu. Cha đã lớn tiếng nạt. Dạ, anh Trường cũng không dám nói gì nữa. Cúi gằm mặt xuống. Trong mọi vấn đề, cha luôn là người bênh tôi, dành cho tôi sự ưu tiên lớn nhất. Tôi cũng là người gần gũi, hay tâm sự với cha nhất. Cứ hễ ở trường, ở lớp có chuyện gì là tôi thường kể hết cho cha nghe. Hôm nay bé đi học Á, cô cho bé 10 điểm đó. Wow, bé giỏi quá, thế được 10 điểm môn gì nào? Bé lên bảng làm đúng mấy bài toán luôn, được cô khen trước lớp nữa đó. Khi sáng con Ngọc nó nhìn bài bé, xong cái bé không cho là nó nghỉ chơi với bé luôn. Ngọc nào? con bé nhà ông thái xóm ta đó hả dạ nó đó cha lúc nào cũng nhìn bài con hôm nay không cho là nó khó chịu vậy đó nếu bạn không hiểu thì còn chỉ cho bạn hiểu chứ không nên cho bạn chép theo bài nha con biết rồi để mai con nói với nó nó không chịu nữa thì thôi con nghỉ chơi với nó luôn hứ ha 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 đúng là con nít cha chịu cha tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo đấy những lúc cha tôi không uống rượu thì sẽ đáng yêu như thế đấy nhẹ nhàng tình cảm yêu đời và yêu người những năm tháng ấy tuổi thơ của tôi đã dần được chữa lành như thế thắp sáng lên như thế tươi đẹp đến như thế đó là hơi ấm của gia đình sức sống của yêu thương sắc màu của sự sẻ chia nâng đỡ nhau Chính nơi đó tôi được đùm bọc như một con kén nhộng, an toàn và chắc chắn. Chính nơi đó là nền tảng đầu tiên cho tôi chập chững những bước chân đầu đời. Gia đình tôi từ khi cha cai rượu, ba chị đi làm nên tạm ổn. Không phải suốt ngày lo nay ăn gì, mai ăn gì, cũng không phải suốt ngày đối diện với tiếng chửi bới lẫn nhau. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, tôi và anh đi học về không thấy mẹ đâu chỉ thấy trên mâm ăn có sẵn một dĩa bánh mướt mấy lát giỏ được cắt mỏng tôi liền hỏi cha mẹ đi đâu rồi cha mẹ ra ngoài hà nội có công việc rồi nhưng mẹ ra ngoài để làm gì tự nhiên lại ra hà nội thế đi công việc vài bữa rồi mẹ mày lại về đang đói nên tôi xả ngay vào ăn luôn cũng không hỏi cha thêm nữa nhưng tôi là một đứa hay thắc mắc tò mò làm sao mà bỏ qua chuyện này nhẹ nhàng như thế được. Tôi quay qua hỏi anh. Anh Trường, anh có biết mẹ đi làm gì không? Tao làm sao biết được, tao cũng đi học với mày. Thế không ai nhắn tin cho anh hết hả? Không. Thôi cho bé mượn máy tí. Bé bật đèn flash tìm cái bút bị rơi đâu rồi. Mục đích mượn điện thoại của tôi đâu phải đơn giản là tìm bút. Đó chỉ là cái cớ thôi thật ra tôi mượn máy để lén lút xem tin nhắn tôi mà một đứa con gái mà muốn tìm ra cái gì là phải tìm ra đến cùng chứ không là mất ăn mất ngủ suy nghĩ liên miên tôi lẻn vào nhà tắm lướt từng dòng tin nhắn của anh với chị cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời cho chính mình thì ra là chị hiền sinh con một mình ở bệnh viện ngoài hà nội chị chưa cưới chồng nên giờ sinh con thật sự cả nhà ai cũng đều sốc đợt trước chị về, thấy mẹ lầm bầm với cha thế này. Tôi nghĩ con hiền nó có gì đó rồi, chứ thấy bụng nó to lắm. Có gì là có gì, người yêu còn chưa có thì đòi có gì. Vớ và vớ vẩn, cha liền bác bỏ ngay ý kiến của mẹ. Thật ra thì đợt ấy tôi cũng thấy bụng chị to hơn bình thường thật, nhưng thấy mọi sinh hoạt diễn ra đều bình thường nên không mấy ai nghi ngờ. Hiền, sao bụng dạo này to thế? con bị đầy bụng à cha bất giác hỏi chị dạ không con chỉ béo lên thôi béo cũng thể to như vậy được mẹ tôi thì vẫn luôn cố chấp với phán đoán của mình con béo lên thật chứ có gì đâu nói rồi chị hiền vội ra ngoài lấy cớ quét sân để lẩn tránh trước sự nghi ngờ của mẹ từ đó giờ không ai đề cập đến vấn đề này nữa không ngờ đến hôm nay mọi việc lại lỡ làng đến vậy May thay ngoài kia còn có chị Phượng và bạn trai giúp đỡ. Lo lắng cho chị ấy rất nhiều. Sau này nghe mẹ tôi kể lại thì chị Hiền. Chỉ vì cái tôi cao mà không liên lạc lại với bố đứa trẻ sau khi chia tay. Cũng không thông báo chuyện có em bé nên mới đưa câu chuyện đến mức khó xử này. Tầm 10 ngày sau thì chị Phượng tìm đến người yêu cũ chị Hiền nói chuyện. Gia đình anh ấy cũng đã sắp xếp đến đón cả hai mẹ con ngay sau đó. Anh rể là người ở vùng ngoại ô Hà Nội. Con trai một trong gia đình, cũng quen biết chị đã lâu. Hai bên gia đình tính sau khi bé con được một năm thì tổ chức đám cưới. Cuối cùng thì chị Hiền đi lấy chồng ở tuổi 20. Đám cưới diễn ra rất tốt đẹp. May mắn thay nhà chồng ai cũng dễ tính, yêu thương, chiều chuộng chị. Đổi lại, gia đình tôi cũng nhẹ nhõm được phần nào. Mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy xong xuôi. Cái con này nó vô tư lạ đã đến nước ấy rồi mà không nói một tiếng, cứ giấu một mình. Rõ khổ, mẹ tôi không kìm nổi sự tức giận. Thôi, may là nhà nó nhận rồi rước về. Không thì toang rồi, cha tôi chen vào. Chăm nó ngoài viện mà tôi cứ tính đến việc đưa nó về nhà không biết làm sao mà liệu. May mà thằng Nam cũng tử tế, lo chu đáo mọi việc. Số con này thế mà sướng. Sướng với trả khổ, không biết có hợp nước hợp cái nhà người ta không nữa, chứ tính nết cái hiền cũng dở dở ương ương, còn trẻ con lắm. Cha tôi suy tư nói, cha mẹ tôi luôn đau đầu về vấn đề này. Một phần do chị còn quá trẻ để làm vợ, làm mẹ, một phần cũng vì nhà chồng chị xa nên cũng không thường xuyên bảo ban, thăm hỏi được. bất cứ người làm cha làm mẹ trong hoàn cảnh nào, họ cũng mong chờ con cái mình hạnh phúc lúc nào cũng lo cái này nọ cái kia chưa bao giờ yên lòng cha mẹ tôi cũng thế lúc nào cha mẹ cũng lo lắng cho chị em chúng tôi hết chuyện này tới chuyện khác chỉ chưa đầy trong vòng ba năm các chị của tôi dần dần cứ thế mà lấy chồng mỗi người một ngả bù lại cuộc hôn nhân nào cũng viên mãn nói gia đình đông con là thế nào ai biết được con gái rồi ai cũng phải gả chồng thấm thoát thì còn mỗi tôi với cha mẹ ở nhà bươn trải với cuộc sống. Anh trường học xong cũng lên thành phố làm thuê như mấy chị. Thỉnh thoảng gửi về nhà đôi ba đồng phụ giúp. Tôi biết, ai cũng mang trên vai những gánh nặng, những áp lực vô hình dồn nén con người đến ngạt thở. Cái động cơ duy nhất cũng chỉ có hai chữ, trách nhiệm, mà thôi. Anh tôi cũng vậy, chịu khó chịu khổ từ lúc còn rất nhỏ. Lớn lên với cái nhọc nhằn nên đi đâu cũng dễ thích nghi còn đó những ước mơ những hoài bão còn giang dở vẫn lựa chọn nép lại phía sau dọn đường cho gia đình cho tương lai chung mùa hè năm ấy tôi thương cha thương mẹ thương sự lam lũ vất vả ngược xuôi tôi quyết tâm kiếm việc làm thêm để phụ giúp gia đình tôi nhờ chị xin cho một chân làm thời vụ trong công ty cụ thể là cắt chỉ thừa quần áo thời gian đó với tôi chính là địa ngục là áp lực căng thẳng đến cùng cực. Môi trường làm việc quá đối kinh hoàng với một đứa trẻ đang chập chững tập lớn. Tôi ở cùng với chị Phượng nên cũng nhiều lúc có chị nâng đỡ. Lúc này ở nhà chỉ còn mỗi cha tôi, mẹ thì bận xuống thành phố giữ em giúp chị Hiền mới sinh. Tôi đi làm, có thời gian rảnh cũng sẽ tranh thủ về thăm cha tôi. Nhớ lại hôm ấy, trời chập choạng tối, tan làm tôi liền chạy ngay ra bến bắt xe buýt đi về nhà về đến thấy nhà vẫn lạnh tanh không một bóng người tôi dạo quanh một vòng không thấy chiếc xe đạp chắc là cha đi đâu đó chưa về bé về đó à giọng cha tôi văng vẳng ngoài sân dạ cha đi đâu mà về muộn thế trời tối om luôn rồi cha đi bẻ ngô nốt còn mấy hàng cha bẻ gắng cho xong luôn nên hơi tối không xong thì để ngày mai bẻ chứ cha làm cả đêm thế đổ bệnh không hay à mà sao cha không gọi bé về bé xin nghỉ một bữa được mà ngô nhiều thế một mình cha sao làm được thì cứ đi sớm khi mặt trời chưa lên làm từ từ vậy sợ con đi làm nên không gọi cho đỡ lo dù gì con cũng chỉ làm thời vụ thôi mà mẹ đã không ở nhà rồi cha phải gọi cho con chứ đang nấu gì mà thơm thế cha thấy tôi cần nhằn nhiều quá nên liền chuyển chủ đề ngay. Đấy bé nói cái là cứ làng sang chuyện khác ngay, còn ở nhà mẹ lại nạt cho rồi. Tôi quay sang nhìn cha, khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều, đôi mắt sâu và thâm quầng đáng kể, đôi môi nhợt nhạt đi trông thấy. Duy chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, đó là nụ cười. Dù có đói, có khát, có khổ cực đến đâu nhưng ở cạnh con là luôn có nụ cười thường trực tuy cha không bao giờ thốt ra thành lời nhưng từ sâu bên trong tôi biết rằng cha luôn trân trọng những khoảnh khắc quý giá này cha tắm rửa đi rồi vào ăn người bụi bẩn hết cả rồi để ngồi tí cho giáo mồ hôi đã không tắm lại ốm dạ vậy để bé chạy xuống mua cho cha chai bia uống cho mát nha dạo này làm ăn có tiền rồi cơ đấy chuyện chuẩn bị đủ mua cả ô tô luôn rồi mà cha nhìn thấy dáng vẻ của cha tôi không cầm được nước mắt những áp lực ngoài kia chưa thể làm người đàn ông này gục ngã được trước đây tôi đã từng ghét đã từng trách đã từng nguyền rủa thế nhưng ở cái độ tuổi ngây ngô ấy làm sao đủ trải nghiệm để thấu hiểu hết gánh nặng của cha phải chăng cái tình yêu đó phải được thách thức được tôi luyện theo dòng thời gian tàn nhẫn kia Tôi hối hận bao nhiêu thì tôi sẽ cố gắng cần mẫn bù đắp bấy nhiêu. Tôi đang từng ngày, từng giờ nỗ lực không ngừng nghỉ. Có thể sẽ chưa hoàn hảo nhưng cũng chẳng gây thêm phiền muộn cho gia đình nhiều nữa. Cũng đã gần một tháng hai cha con không được ăn cùng với nhau như thế này. Thế mai cha lại ra đồng trở ngô về luôn hay sao ạ? À? Chắc là sớm mai kéo bỏ ra trở về không lại lỡ trời mưa. May quá mai bé đang được nghỉ. Mai bé ra làm với cha nha lâu lắm rồi không được ra ngoài đồng rồi. ờ ừ, mai rảnh thì ra với cha. chỉ việc chất ngô lên xe rồi đập bò về thôi. già dạ, mà ai chỉ nấu cơm mà hôm nay nấu ngon thế. sời con gái cha mà lại nấu thì chỉ có ngon hoặc rất ngon thôi. sống dưới có vất vả lắm không con. làm có nhọc không mà sao cha thấy mày gầy đi nhiều rồi đó. cũng bình thường mà cha. có chị Phượng nửa lo gì cha chỉ nói vậy thôi cảm thấy không làm được thì về nhà đừng chịu khổ dạ nghe cha nói tôi đỏ hoe nơi khóe mắt cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi đúng là cuộc sống tôi không ổn thật nhưng nào đâu có dám than thở với cha sợ cha lại suy nghĩ nhiều đến hôm sau khi mặt trời còn chưa mọc cha con tôi đã lên đường ra đồng chở ngô về đã từ lâu tôi mới được chìm đắm lại trong cảm giác này yên bình nhẹ nhàng và trong trẻo tôi lại được ngồi trên chiếc xe bò cũ kỹ kia đi trên con đường làng gập ghềnh quen thuộc được tắm cái nắng cái gió có hương vị quê nhà ai cũng là đi vì mệt đổi lại chúng tôi thu hoạch được những trái bắp vàng ươm vừa to vừa đều hạt thế là lại thêm một mùa vụ nữa thành công bởi cái cần mẫn chăm chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cùng chiều hôm đó, tôi lại lật đật xuống thị trấn để kịp cho giờ làm ngày mai. Ngồi yên vị trên xe buýt, tôi vẫn luôn nghĩ về cha và tự hỏi tại sao trước đây mình lại ghét một người đàn ông đáng yêu đến thế. Tôi đắm chìm vào trong những suy tư trầm lắng của bản thân mà suýt quên cả điểm dừng xe. Bé ơi, đến thị trấn rồi, không định xuống à? Dạ, con quên mất. Chú đợi con tí ạ. À. Con cảm ơn chú nhiều nhé. Chắc là làm hết tháng này tôi sẽ nghỉ về nhà phụ cha. Chứ thấy cha ở nhà một mình cực quá. Cha có thể tự mình làm hết mọi việc trong nhà, nhưng tôi chắc chắn rằng cha sẽ quên chăm sóc bản thân mình. Tôi bèn tâm sự với chị Phượng. Hết tháng này bé xin nghỉ luôn nha chị. Nhờ chị nói trước với tổ trưởng hộ bé nha. Sao lại đòi nghỉ rồi? không làm được hay là có ai làm khó em à để chị can thiệp cho cũng một phần như vậy nhưng bé vẫn chịu được vấn đề là cha ở nhà một mình ăn uống sinh hoạt buông thả quá bé không yên tâm cha sao à Sao lại không yên tâm thì bé về thấy cha ăn uống quá loa quá khi thì tương khi thì chèo lạc bếp có thấy nấu ăn cái gì đâu với lại cha nói dạo này thấy có nổi mấy cục hạch chỗ bên cổ đấy không biết có bị gì không? Gì? Nổi hạch gì? Nhưng mà nổi lâu chưa em? Cha nói tầm hơn một tuần rồi. Lạ là không thấy đau gì mà lại nổi hạch. Để hôm nào chị bảo anh Cường về trở đi khám xem. Không chủ quan được. Dạ, anh Cường là chồng chị, anh rể của tôi. Phải cúi đầu công nhận rằng, anh đối với gia đình tôi là một điều tuyệt vời. Không một công việc gì của gia đình mà anh bỏ sót anh đảm đương đến tới mà đến cả mấy bà hàng xóm cũng phải hết lời khen ngợi hôm ấy mưa lớn thấy chị bảo là anh sẽ ghé về chở cha đi khám chị em tôi cũng thầm nghĩ là sẽ không có gì nghiêm trọng cả chắc chỉ là triệu chứng căn bệnh ngoài ra bình thường thôi tôi nhớ như in cuộc gọi chiều hôm ấy alo vợ à dạ sau đó anh chị tôi đáp lại anh chở cha đi khám về rồi cũng có kết quả luôn rồi nhưng mà anh cường ngập ngừng nói nhưng mà sao vậy anh sao anh ấp úng mãi thế em lo đấy họ bảo là đang nghi ngờ cha bị ung thư phổi hả ung thư phổi họ có nhầm không anh cha mình chỉ bị nổi hạch nơi cổ thôi mà anh nghe bác sĩ bảo thế có giấy kết luận đây mà em thôi anh chở cha về nhà đã rồi tính sau anh cúp máy trước nhé tốt 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 tôi chưa kịp hiểu chuyện gì tròn chố mắt mong muốn nhận câu trả lời từ chị chị ôm tôi vào ỏa lên khóc như đứa trẻ cha mình bị ung thư rồi em ạ à, hu 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 tôi gục ngã tại chỗ bất lực tuyệt vọng buồn bã là tất cả những gì tôi cảm nhận được đêm ấy cả hai chị em đều không ngủ chăn chọc mãi với hàng nước mắt lăn dài không ngờ mọi chuyện lại đi theo cái chiều hướng tiêu cực như vậy chưa một ai chuẩn bị tâm lý chưa một ai sẵn sàng đón nhận tin tức này ngày hôm sau tôi quyết định nghỉ việc về quê với cha anh chị nghe tin ai cũng tức tốc chạy về mẹ cũng vậy nhìn thấy cha tôi lại càng thương hơn vẫn nụ cười thiện lành đó vẫn ánh mắt chất phác đó nhưng đau đớn thay lại đang mang trong mình mâm bệnh quái ác cả nhà quyết định đưa cha ra hà nội một chuyến Mục đích chính là khám lại để có kết quả chính xác hơn. Dù sao thì cha mới đi kiểm tra ở bệnh viện huyện. Máy móc, công nghệ và trình độ cũng chưa thể bằng thành phố được. Anh Cường là người dành mọi thứ ngoài kia nên mọi người để anh đưa cha đi cho an toàn. Cha sao rồi con? Đã có kết quả chưa? Mẹ tôi lo lắng gọi cho anh. Dạ, cha và con đang ngồi đợi kết quả ngoài sành mẹ ạ lúc nào có kết quả giấu cha đi nhé cứ nói là bệnh đường ruột gì đó thôi cho cha yên tâm dạ nếu giấu được thì con giấu ạ à. nhưng mà cha đang ngồi đây với con con sợ không sao cả con cứ làm theo lời mẹ nói nha dạ con sẽ cố ạ à. mời bệnh nhân nguyễn văn thành vào nhận kết quả hạ à. tiếng phát thanh bệnh viện vang lên mẹ tôi cũng vội vàng tắt máy cả nhà đều lo lắng hồi hộp dường như ai cũng đang nhen nhóm một tia hy vọng là cha sẽ không sao tất cả chỉ là phép thử reng 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 chuông điện thoại mẹ vang lên alo sao rồi con dạ kết quả vẫn vậy mẹ ạ chính cha chạy vào phòng nhận kết quả ạ anh tôi nghẹn ngào đáp lại thấy điện thoại trên tay mẹ bất giác rơi xuống cả nhà thầm đã đoán ra được không ai hỏi ai câu nào mỗi người đều mang trong mình những tâm tư khó nói đối với gia đình có thể cha không phải là người đàn ông hoàn hảo có những lúc bởi vì bia rượu cha làm cho mẹ con tôi đau khổ nhưng hơn hết tôi biết cả gia đình ai cũng thương yêu lo lắng cho cha mà có lẽ người lo lắng đau buồn nhất hiện tại là mẹ người đầu ấp tay gối hàng đêm với cha giờ đây phải đột nhiên đón nhận thông tin như thế này thật là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với mẹ hôm sau cha và anh về ai nấy đều dặn dò nhau rằng không được quá xúc động cứ sinh hoạt như những ngày thường thôi rõ là cha đi khám bệnh nhưng vẫn không quên mua quả bánh cho tôi tôi không kìm được mà ôm cha òa khóc lên chả không sao đâu khám xong rồi thì mình về bệnh viện thành phố chữa trị thôi con chắc là không sao đâu cha nhỉ bệnh này rồi cũng hết thôi mà mày không thấy cha đang khỏe như châu à cái con bé này vừa nói cha vừa đấm vào ngực của mình tỏ ý đang còn khỏe lắm mọi người ai cũng thấy được sự lạc quan của cha dần chấp nhận và nhẹ nhõm đi được đôi phần kể từ hôm ấy chị em tôi để ý đến sức khỏe của cha nhiều hơn luôn tìm mua thứ thực phẩm tốt cho cha, lên mạng tìm kiếm những bài thuốc dân gian chống lại căn bệnh. Cha cũng quen dần hơn với bệnh viện, mỗi tháng cứ đều đặn 3-4 ngày xuống truyền hóa chất. Cha cứ tự thân một mình, vì cha không muốn làm phiền ai cả, bản thân cha không muốn trở thành gánh nặng cho cả gia đình. Cũng vì truyền hóa chất vào người nhiều quá mà cha dần hốc hác đi nhiều, tóc cũng dần rụng nhiều hơn. Tôi còn nhớ như in hôm đó cha loay hoay một mình với cái bàn chải đánh răng. Tôi thắc mắc đang định hỏi cha định làm gì thì cảnh tượng tiếp theo làm tôi bật khóc. Cha đang dùng bàn chải đánh răng để chải tóc rụng xuống nhanh hơn. Chỉ cần dùng tay vuốt thôi là tóc đã thi nhau rụng xuống ồ ạt rồi. Cha! Sao cha không để nó rụng từ từ mà chải xuống hết thế? Tôi né nước mắt hỏi. Để khó chịu lắm. Chi bằng làm một lần cho hết luôn. Để đầu chọc cũng đẹp trai mà ha 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 cha cứ vô tư cười như vậy tôi biết cả nhà đều biết cha chỉ là đang che giấu cảm xúc của mình để mọi người không phải lo lắng nhiều thôi mặc dù có rất nhiều người cùng tình trạng như cha tôi mà sức khỏe xấu đi rất nhanh nhưng may mắn tay cha vẫn trụ được với hóa chất thậm chí còn ăn nhiều hơn ngủ nhiều hơn hàng ngày vẫn miệt mài làm bao nhiêu là việc trồng cây cày cuốc chặt củi không ai muốn cha lao lực cả nhưng nếu đó là niềm vui mang lại cho cha thì chúng tôi cứ để vậy sức khỏe bắt nguồn từ niềm vui sau hơn hai năm sống chung với hóa chất thì bắt đầu cha xuất hiện những cơn đau từ nhẹ cho đến nặng tối hôm đó bỗng dưng tôi và anh trường đang ngủ bỗng nghe tiếng hét của mẹ cả hai ù chạy ra thì đã thấy cha nằm bất động dưới đất mẹ nói cha tỉnh dậy đi vệ sinh nhưng cứ lảo đảo mất phương hướng mẹ không yên tâm nên đi theo thì xảy ra cớ sự này anh tôi tức tốc gọi taxi để chở cha xuống viện đồng thời thông báo luôn cho chị tuyết bởi nhà chị gần bệnh viện nhất đêm ấy bất đắc dĩ tôi ở nhà một mình từng cơn gió rít lên làm tôi sợ lắm chưa bao giờ tôi ở nhà một mình lúc nửa đêm như thế cả tôi bật khóc nức nở và thầm cầu nguyện xin trời phật phù hộ cho cha con cho gia đình con mong rằng là cha con vẫn ổn đến sáng mai anh trường có gọi về cho bác cạnh nhà nhờ chuyển máy cho tôi alo em nghe đây anh em ở nhà đó lo cho bò gà ăn em nhé anh với mẹ chắc ở thêm vài ngày nữa mới về được dạ cha sao rồi anh cha tạm thời qua cơn nguy kịch rồi nhưng phải ở lại theo dõi thêm nữa dạ cha có gì thì cho em biết với nha ở nhà một mình em sợ lắm ừ ít hôm nữa anh về anh tắt máy vào với cha đã nha tối anh gọi lại cho dạ nghe nói bệnh của cha đổ nặng hơn mấy loại hóa chất trước kia đã không còn tác dụng với cha nữa rồi khối u cũng di căn đến các tế bào thần kinh nên làm cha điên loạn lên vì đau mẹ kể cha đau đến mức không còn nhận thức được nữa gào thét đập phá chạy tán loạn cả trong bệnh viện cha còn vung tay đánh cả bác sĩ cả người nhà vì cha còn khỏe rất nhiều người giữ còn không được bất lực phải cột hết tay chân cha lại góc giường túc trực bên cạnh cha phải có nhất hai người đàn ông đủ khỏe mới khống chế được cha thật sự những cơn đau của cha khiến ai cũng phải khiếp sợ tôi không được chứng kiến tận mắt điều đó nhưng nghe tiếng hét của cha qua điện thoại thì cũng đã hình dung được phần nào đau thắt hết cả ruột gan. Điều trị gần một tháng thì cha được về nhà. Bệnh tình có vẻ đỡ hơn. Nhưng lần này, cha về tôi sợ lắm. Tôi không còn thân thiết, gần gũi được với cha như trước nữa. Tôi ít nói chuyện hơn. Đi cạnh cha luôn phải cẩn trọng, rẻ rặt. Cha khác nhiều lắm. Tính tình thay đổi. Hoạt động cũng khó khăn hơn. Đi đâu cũng phải có người canh 24 trên 24. Lúc này nhận thức của cha chẳng khác gì một đứa trẻ tiểu học chắc cũng vì thế mà đẩy tôi ra xa hơn thực chất tôi là một đứa có nội tâm rất nhút nhát chưa đủ can đảm để đối mặt với những tình huống tâm lý như thế này vẫn biết là bệnh tật nguy hiểm như thế nhưng không hiểu vì sao cha tôi lại uống bia lại mặc dù cả nhà ai cũng dặn thậm chí là cấm cản không được đụng tới bia rượu nữa cha vẫn bất chấp lùi thủi trốn đi uống liên ơi cha đi đâu rồi mẹ không thấy cha đâu hốt hoảng hỏi tôi cha vẫn đang nằm xem tivi ngoài nhà đó mẹ không có tivi vẫn bật nhưng không thấy người nữa tôi trong nhà vội vàng chạy ra cha đã âm thầm đi đâu từ lâu rồi hai mẹ con bắt đầu chở nhau đi tìm ông này không biết đi đâu được chứ người đứng còn không vững mà còn cả gan chạy xe đạp đi chắc chưa đi xa đâu mẹ để con vòng vòng ra ngoài này xem. Lướt qua quán tạp hóa đằng kia, bỗng thấy thấp thoáng một chiếc xe đạp xanh tuyển quen thuộc. Khi đã chắc chắn xe nhà mình thì mẹ và tôi vào dò hỏi. Thì ra cha tôi ngồi trốn uống bia ở trong này. Cả khi hai mẹ con vào thì chừng đã gần hết một lon. Trời ơi! Ông mới đi viện về đó ông Thành. Bác sĩ còn bảo ông kiêng bia kiêng rượu. Sao bây giờ ông lại ngồi đây uống rồi? Trời ơi là trời! ông về nhanh không? Đi về nhà. Mẹ vội vàng trả tiền rồi nhanh chóng kéo cha về. Về đến nhà mẹ vẫn chưa nguôi cơn giận. Ông thèm lắm à? Hả? Ông chưa thấy mọi người đủ khổ vì ông à mà ông trốn đi uống bia nữa. Tôi chỉ uống có một lon thôi mà. Một lon? Một lon cũng không được. Đã cố gắng nhịn đến bây giờ rồi sao không nhịn thêm nữa? Ông lại thích xuống viện quậy phá nữa à? tức chết mất thôi. Cha không nói gì, chỉ lặng lặng lên giường nằm ngủ. Tôi cũng ra hiệu cho mẹ là không nói nữa, vì tâm lý của cha giờ đang rất nhạy cảm, không nên kích động nhiều. Tối đến, mẹ tôi gọi than thở với mấy chị. "Cha mày lại trốn đi uống bia đấy con ạ." À. "Rõ khổ. Chắc cha thèm quá đó mẹ. Đến giai đoạn này rồi cha thích ăn gì, uống gì cứ để cha tự do đi mẹ." con e là không được bao lâu nữa nhưng mà mẹ sợ lại nặng thêm vất vả nữa không sao đâu mẹ cứ để cha làm những gì mình thích đi không sau này người hối hận lại là chính bản thân mình mai hai vợ chồng con về chơi đấy ạ à, thấy bác hiền mời vào ăn đám hỏi cái mai ừ khi sáng cũng mời nhà ta cố gắng về với em nó cho vui thôi mẹ vào cho cha uống sữa đã nha dạ hôm sau anh chị về chơi đang chuẩn bị vào nhà bác ăn cỗ thì cha bỗng lên cơn co giật sùi bọt mép tôi sợ lắm nhưng vẫn gắng lấy khăn ấm lau cho cha lúc này cha trở nặng hơn mặt bắt đầu biến dạng và khuôn miệng méo sạch sang hẳn một bên thật sự tôi trống rỗng và hoảng loạn hơn bao giờ hết tôi không biết phải nghĩ gì và làm gì nữa khoảnh khắc cha cố gắng ngoái đầu lại nhìn tôi trong cơn co giật mỉm cười và bật khóc đỏ hoe nơi đôi mắt đã ghim sâu tận trong trái tim của đứa con gái nhỏ bé này gọi xe nhanh lên mẹ tôi cuống hết cả tay chân trường đâu gọi trường về bế cha lên xe nhanh khung cảnh hỗn loạn ai nấy cũng nháo nhào mất hết bình tĩnh đây không phải là lần đầu cha chở bệnh nhưng dường như lần này nặng hơn nhiều lắm tôi cứ sợ rằng lần này cha sẽ không quay về nữa alo bé à con ở nhà cố gắng ăn uống cho đầy đủ nha chăm sóc mấy con gà với con bò hộ mẹ ít hôm nữa cha con ổn thì mẹ về dạ mẹ với mấy anh cứ ở lại chăm cha đi ở nhà bé tự lo được ạ à. còn làm gì thì làm đi mẹ vào thay bìm cho cha đã dạ thật sự tôi không ổn chút nào tôi cứ tự giày vò mình trong một mớ suy nghĩ những âu lo phiền muộn cứ bám giết lấy tôi suốt ngày vì sợ tôi ở nhà một mình không tốt nên vài ngày sau anh tôi đã chạy về ngủ với tôi một bữa trà đỡ rồi hay sao mà anh về đây rồi ừ cũng đỡ hơn nhiều rồi không quậy phá như trước nữa chắc mai mốt lại được về nhà đấy hi hi vậy mừng quá thôi để em ra cho lợn ăn cái đã hai anh em vừa mới thu xong đống ngô phơi phong khi chiều Chuẩn bị ăn thì thấy bác Hiền tới chơi. Trường về đây rồi à? Hai con ăn chưa? Dạ, con mới về. Chúng con cũng chuẩn bị ăn đây ạ. À? Bác ngồi xuống ăn cùng cho vui ạ. À? Anh Trường lễ phép. Bác nói này, cha con sẽ về trong đêm nay. Hai đứa phải chuẩn bị tinh thần. Bác đã gọi người vào đóng quan rồi. Giờ hai đứa cố gắng dọn nhà cửa. Dọn hết đống ngô này đi chỗ khác thu hết áo quần của cha vào một cái bì lớn nha. Cha cũng đang trên đường về. Chắc tầm hơn 10 giờ là về tới nhà đấy. Dạ. Sao ạ? Cha cũng khỏe rồi sao không để mai về mà về trong đêm thế ạ? Tôi tròn chỗ mắt hỏi bác. Đúng là hai hôm trước cha còn có đỡ. Nhưng mà từ lúc chiều cha trở nặng rồi. Các tế bào ung thư bắt đầu vỡ ra. Không thể khống chế được nữa bác và mẹ quyết định là đưa cha về nhà có sự hỗ trợ của bác sĩ hai đứa giờ thông báo với anh chị tranh thủ về đi chuẩn bị tâm lý đón nhận tình huống xấu nhất dạ con sẽ cố gắng ạ à. anh trường bình tĩnh đáp lại tôi thật sự sốc cứ ngỡ cha đỡ bệnh sẽ được về như bao lần có đâu ai ngờ đây sẽ là lần gặp cuối cả hai anh em đều không dám khóc chỉ có thể luân phiên nhau làm những việc mà bác đã dặn vì chúng tôi biết, khóc chưa giải quyết được vấn đề gì, phải mạnh mẽ chấp nhận và cố gắng vượt qua. Mấy bác hàng xóm biết tin, cũng nhiệt tình chạy sang giúp đỡ. Lúc ấy, tôi mới bật khóc nức nở. Rồi kể từ đây, tôi sẽ trở thành trẻ mồ côi cha hay sao? Tít tọt, tít tọt, tiếng xe cứu thương ngày một rõ hơn. Lúc ấy tôi biết cha cũng đang gần mình hơn. Cha nằm trong xe bất động, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe. Phải chăng cha đã biết trước được sự chia ly này? Cả nhà lùi ra một tí, đưa bình oxy lại đây. Khẩn cấp tiếng bác sĩ thúc giục mọi người. Chị tôi cũng đã kịp về, gào khóc ngay từ ngoài cổng. Hai tiếng, cha ơi, vang lên sao đau lòng đến thế. Tôi không khóc nữa, cũng không gào lên. Tôi chỉ lặng lẽ trốn vào một góc âm thầm quan sát cha đang nằm ngoài kia vẫn khuôn mặt đó nhưng chẳng thấy nụ cười đâu đôi môi nhợt nhạt khuôn mặt hốc hác trắng bệch tôi nhớ mãi cái đầu chọc lóc trơn bóng của cha nhớ mãi đôi tay gầy trai sản suốt cuộc đời lặn lội vì con cha ơi sao nhanh thế cha cha mới khỏe lại đó mà ông ơi ông cố thêm chút nữa đi ông phải mạnh mẽ vượt qua đợt này chị tôi mẹ tôi đang túc trực bên cạnh cha khóc thương ai oán tôi muốn nhìn cha lắm muốn chạy lại ôm chầm lấy cha nhưng sao lại không đủ can đảm thế này cứ có một nỗi sợ vô hình nào đó giữ lấy tôi lại chỉ cách cha vài bước chân thôi sao lại cứ khó khăn như vậy cha tiếng hét xé lòng của chị cũng cho tôi biết rằng cha đã không còn nữa hai hàng nước mắt tôi lăn dài trái tim hừng hực nóng chảy tôi đã không đủ dũng khí để ra nhìn cha lần cuối để nói với cha rằng con rất yêu cha chỉ đến khi cha đã nhắm mắt xuôi tay tôi mới tiến đến nhìn cha thật gần thật gần nhìn ngắm khuôn mặt của cha người cha hết mực thương yêu tôi ấy vậy mà vào lúc cha đau đớn vì bệnh tật hành hạ tôi lại trở nên sợ hãi và xa cách không còn thân thiết như ngày xưa tôi cảm thấy quá hối hận vì cái sự sợ hãi vô cớ đó đáng ra cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà tôi và cha có thể gần gũi nhau nhiều nhất ấy vậy mà tôi lại càng nghĩ tới nước mắt tôi càng tuôn rơi ngồi ngơ ngẩn trước tình cảnh hiện tại tôi không thể nào chấp nhận được sự thật khắc nghiệt này trong đầu tôi là viễn cảnh của những ngày thơ ấu của những ngày được cha bồng cha bế trên tay là những lần cha đội mưa đội nắng đèo tôi tới trường là những ngày cha cùng tôi chơi đùa nghịch ngợm mỗi một kỷ niệm ùa về tôi lại xếp ngăn nắp vào trong ký ức đây sẽ là những trang ký ức ngọt ngào nhất tươi đẹp nhất rạng rỡ nhất của cuộc đời liên vào đeo khăn tang đi con cha cũng chuẩn bị vào quan rồi bác hàng xóm nhẹ nhàng nhắc tôi dạ con vào liền ạ à. cố gắng lên con đây là chuyện không thể tránh khỏi ai cũng thương con lắm dạ con cảm ơn mọi người ạ. À. Để con vào lấy khăn đeo. Con mà khóc sợ cha buồn. Tôi lặng lặng vào tìm khăn tang, chùm lên đầu một màu trắng xóa. Tôi bình tĩnh, im lặng đến đáng sợ. Ngồi bên linh cứu của cha, tôi nhẹ nhàng vuốt ve từng góc. Đây sẽ là những gì nhẹ nhàng nhất con dành cho cha ngay lúc này. Dù không được trực tiếp chạm vào cha nhưng con tin là cha sẽ cảm nhận được. Không khí đau thương, ai oán bao trùm lên cả. Đám tang được tổ chức ngay hôm sau đó. Giữa cái nắng gắt gao của mùa hạ, nước mắt xen lẫn những giọt mồ hôi. Hàng xóm láng giềng đến dự rất đông. Cha là một người hiền lành, thật thà lại sống rất tình cảm, nên ai nấy đều thương và giúp đỡ. Anh, chị, em, bạn bè khắp mọi nơi cũng tìm đến, thắp cho cha những nén hương thơm. Trải qua bao ngày ròng rã, mệt mỏi và khó thở. Tôi vẫn chưa tin được là cha đã rời khỏi thế giới này. Tôi hay bị hoài niệm về những ngày xưa ấy. Ngày còn có cha bên cạnh chở che. Từ ngày cha mất, tôi trở nên khép kín hơn bao giờ hết. Tiêu cực bám giết lấy tâm can của tôi. Có thể nói, đây là một chứng trầm cảm nhẹ. Tôi âm thầm quan sát mẹ. Mẹ đau buồn hơn tôi, mất mát hơn tôi bất hạnh hơn tôi mà mẹ vẫn gắng gượng đứng dậy làm việc. Chính giây phút đó tôi nhận ra, thế giới này vẫn luôn vận hành theo cái quỹ đạo của nó. Mình vui thì cũng trải qua một ngày, mình buồn thì cũng trải qua một ngày. Vậy tại sao mình lại ôm khư khư cái tiêu cực bên mình? Tôi tự vực dậy tinh thần, cân bằng lại cảm xúc và suy nghĩ, cố gắng học tập và lao động, tìm lại đường dây của mình mà gần đây đã trượt mất tôi dần chấp nhận và sống với hiện thực thật ra vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm tôi chăm chỉ hăng say tìm kiếm tất cả niềm vui để truyền cảm hứng cho mẹ cũng đã năm năm cha tôi đã vĩnh viễn nằm dưới hàng trăm lớp đất cát còn mẹ vẫn còn ở đây bên tôi yêu thương và che chở giờ đây ngôi nhà nhỏ đơn sơ này chỉ còn hai mẹ con anh trường thì đã đi làm xa tôi đi học dưới thành phố Hàng tuần lại bắt xe về quê thăm mẹ, kể hàng tá câu chuyện trên trời dưới biển. Mẹ cũng đã ổn định hơn, cười nhiều hơn, đi ra ngoài xã giao nhiều hơn. Dường như đã che lấp hết mọi cái cô độc trước đây. Mẹ ơi, năm nay con lại được sinh viên giỏi đấy ạ, à. tôi hí hừng chạy về khoe mẹ. Bé giỏi quá, mai mốt anh trường về kêu thưởng cho bé nha. Thôi, dạo này bé đi ra sư thêm rồi cũng có chút tiền tiêu mẹ với anh không cần lo cho con nhiều nữa đâu ạ à. có cần gì cứ nói nha đừng có giấu khổ giấu khó một mình mẹ với anh không biết được dạ cuộc sống của mẹ con tôi đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều nếu lỡ có hỏi tôi về cha tôi cũng sẽ không òa lên khóc nữa vạn vật trên đời đều có nhân duyên còn duyên thì ở hết duyên thì đi vốn dĩ không thể cưỡng cầu được không mong rằng tương lai sẽ thành đạt chỉ mong hiện tại không quá nhiều đau thương đi qua từng ấy nỗi đau tôi cũng học được cách đối diện và chấp nhận mọi thứ bình tĩnh dung dị ôn hòa rồi con mẹ và anh sẽ ổn cha yên tâm nhé vâng quý khán thính giả thân mến nếu thấy hay thì hãy cho tôi một like video và đăng ký kênh nhé hành động này tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động lực to lớn đối với tôi ban biên tập rất hoan nghênh những ý kiến cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi xin chân thành cảm ơn mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào có những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ nhất xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo